cập tình hình Covid-19 tối ngày 4 tháng 12 có những thông tin đáng chú ý sau. Hôm nay không có thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Ngày 4 tháng 12, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. 11 người khỏi, tổng số ca nhiễm là 1.361, số khỏi là 1.220, số tử vong do Covid-19 là 35. Lập đoàn kiểm tra công tác chống dịch của Vietnam Airlines Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cơ quan chức năng lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 của Vietnam Airlines và tham gia các cuộc họp kiểm điểm của hãng. Ngày 4 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đã chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines kiểm điểm công tác thực hiện phòng chống Covid-19. Trong đó, tập trung làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để tiếp viên hàng không lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly gây lây nhiễm ra cộng đồng. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Việt Nam Airlines cần phân tích, đánh giá, làm rõ những vi phạm và kiến nghị giải pháp cụ thể để kiểm soát việc phòng chống COVID-19 trong thời gian tới. Cục trưởng Y tế thuộc Bộ Giao thông Vận tải được giao phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam Airlines và tham gia các cuộc họp kiểm điểm của hãng này. Trong đó, các đơn vị sẽ chú trọng kiểm tra việc triển khai các chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch của chính phủ và địa phương, công tác tổ chức cách ly, giám sát nhân viên trong các cơ sở cách ly của hãng. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các công việc trên phải hoàn tất từ nay đến 10 tháng 12. Lý do CDC Mỹ rút ngắn thời gian cách ly COVID-19. Thay vì cách ly 14 ngày, hướng dẫn mới của CDC Mỹ nêu rõ người tiếp xúc gần với ca nhiễm nCoV có thể chỉ cần cách ly 7 đến 10 ngày. Theo hướng dẫn mới được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cập nhật hôm 2 tháng 12, người tiếp xúc gần với ca nhiễm nCoV có thể dừng cách ly sau 10 ngày mà không cần có kết quả xét nghiệm âm tính. Thời gian có thể giảm xuống 7 ngày nếu họ có kết quả xét nghiệm âm tính với virus. Trong đó, kết quả sớm nhất nên lấy là vào ngày thứ 5 của quá trình cách ly. Ngoài ra, CDC thêm rằng mọi người nên theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày sau khi kết thúc cách ly. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho biết thời gian cách ly 14 ngày, trong đó gồm ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác, vẫn được xem là lựa chọn an toàn nhất nếu họ từng tiếp xúc gần dưới 2 mét trong ít nhất 15 phút với người nhiễm ncov. Bất kỳ ai nhiễm virus nên tự cách ly ít nhất 10 ngày sau khi các triệu chứng xuất hiện và không dừng cách ly cho tới khi các sốt ít nhất 24 giờ. Thông báo của CDC nêu rõ cơ quan này khuyến nghị cách ly 14 ngày nhưng thừa nhận việc rút ngắn thời gian có thể giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế và áp lực lên hệ thống y tế công so với thực hiện cách ly đủ 2 tuần. Đồng thời, nó cũng có thể giúp mọi người bớt mệt mỏi khi phải thực hiện thời gian cách ly dài. Thưa quý vị, Trung Quốc sẵn sàng tung 600 triệu liều vaccine COVID-19. Trung Quốc tuyên bố có 600 triệu liều vaccine COVID-19 sẵn sàng được sử dụng trong năm nay, dù chưa công bố dữ liệu về thử nghiệm giai đoạn 3. Wang Chunchi, nhà nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc nói tại cuộc họp báo ở Vũ Hán ngày 4 tháng 12, sẽ có thông tin quan trọng về phát triển vaccine COVID-19 được công bố trong 1 đến 2 tuần tới. Vaccine đang ở giai đoạn cuối. Wang không nói rõ thông tin quan trọng này là gì. Trung Quốc đang phát triển 3 loại vaccine COVID-19, gồm hai loại bất hoạt của Tập đoàn Sinh học Quốc gia Trung Quốc, còn mẫu thứ 3 do Sinovac Biotech nghiên cứu. Các vaccine này đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng tại Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Á. Tuy nhiên, các hãng dược phẩm Trung Quốc đến nay vẫn chưa công bố bất cứ dữ liệu cần thiết nào về thử nghiệm giai đoạn 3 để cơ quan chức năng phê duyệt. Quang nói, theo kế hoạch sẽ có khoảng 600 triệu liều vaccine bất hoạt sẵn sàng được đưa ra thị trường vào năm nay. Vaccine bất hoạt là kỹ thuật làm suy yếu, khống chế virus trong phòng thí nghiệm rồi sử dụng nó để kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể hãy đăng ký kênh alo bác sĩ video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe